Thưa quý vị, tỉnh Nghệ An yêu cầu các chức sắc tôn giáo ở giáo phận Vinh không cho linh mục Nguyễn Duy Tân từ phía Nam ra tiến hành các nghi lễ tôn giáo tại xứ Phú Yên, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Yêu cầu đó được ghi trong công văn mang số 2829 gửi đi vào ngày 26 tháng 4. Công văn của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An do Phó Chủ tịch Lê Văn Đại ký tên, gửi các vị chức sắc giáo phận Vinh gồm Giám mục Nguyễn Thái Hợp, hai linh mục Nguyễn Văn Vinh và Nguyễn Văn Đinh. Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An nói rằng, trong những buổi giảng lễ, linh mục Nguyễn Duy Tân đã có những lời lẽ xuyên tạc, vu cáo đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam, cổ vũ các hoạt động tuần hành, biểu tình, gây phức tạp về an ninh trật tự trong thời gian qua. Và ở cuối công văn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu linh mục Đặng Hữu Nam, quản xứ Phú Yên, không cho linh mục Tân đến giảng lễ ở xứ Phú Yên. Trao đổi với chúng tôi về công văn này, linh mục Đặng Hữu Nam cho rằng nội dung tố giác linh mục Nguyễn Duy Tân trong công văn mang tính chất vu cáo. Ông nói tiếp: yêu cầu tôi không được cho linh mục Nguyễn Duy Tân giảng lễ tại nhà thờ giáo xứ Phú Yên nữa. Đó là một cái điều hài hước, bởi vì việc sinh hoạt của giáo hội đó là việc riêng, xã hội không thể can thiệp vào cái chuyện riêng của giáo hội. Cái việc mà bảo rằng là người ta ra lệnh cho tôi không được cho linh mục Tân đến dâng lễ tại tôi, thì cái điều đó có hài hước không? Khi mà nếu tôi yêu cầu anh không cho một người nào đó đến nhà anh,